Xin chào mọi người. Vừa rồi thì trong cái chuyến đi rừng tầm và hái lan rừng ở rừng Con Tum về, thì khi mà đi tìm và hái những cái dề lan hài táo thì bà con là phát hiện ra được một cái dề lan hài táo lá sọc phát tài như em đang cầm trước mặt đây mọi người ha. Và khi bà con đưa ra thì em nói thực sự là muốn sốc luôn mọi người, bởi vì là lần đầu tiên trong suốt gần chục năm chơi lan và cũng săn tìm và sưu tầm chia sẻ cái lan rừng rất nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà thấy được một cái dề lan hài táo nó có độ sọc mà nó đẹp, cùng với đó là nó rõ ràng như vậy luôn mọi người nhé. Đây mọi người có thể thấy là cây nó lên kiểu sọc âm dương luôn mọi người. Âm dương tức là sao? Tức là một nửa vàng và một nửa xanh đây đó, kinh khủng không? Và mọi người có thể thấy là cái gen đây nó rất là trội, bởi vì lá nào lá nấy nó cũng đều lên sọc đẹp hết đó. Có một số cây á, mọi người có thể thấy là ví dụ nó một đường sọc, còn số cây là nó chỉ sọc một hai lá thôi, còn lá ngọn hay lá đôi gì là nó không có. Những cái đó thì về nhiều khi trồng nó rất là hên xui, nhưng mà riêng cái cây này thì cái độ gen nó cực kỳ là khỏe luôn, nó từ đầu tới cuối. Và có lẽ thì em nghĩ là phải rất là lâu nữa thì mới hy vọng tìm thấy được một cái dề lan hài ở rừng về mà lại có ra được lá sọc phát tài đẹp như vậy. Và cây em cầm trên tay đây thì cũng đã có chủ nhân sưu tầm rồi mọi người nha. Một ông anh đến từ Phú Quốc đã sưu tầm cái dề này ha. Đó, rồi đây thì mọi người có thể thấy là cây nè. Nhìn nó đã mọi người ha. Cái đây thì đối với anh em chơi sưu tầm những cái cây lan đột biến thì chắc chắn sẽ rất thích. Một phần là thứ nhất là hàng độc lạ, và phần thứ hai thì cái giống lan hài mọi người biết rồi, nó rất là khó để có thể là có cây lá sọc mọi người nha. Anh em chơi lan hài thì biết rất là khó. Những cái cây lan ví dụ dài hạn hay những cái giống lan rừng khác thì mọi người có thể tìm thấy những cái sọc rất dễ dàng. Tuy nhiên lan hài kiếm được cây sọc rất là khó, và đặc biệt là cây sọc đẹp thì nó càng khó cả triệu lần mọi người ha. Rồi hôm nay thì tranh thủ quay clip ngắn để anh em có thể là tận mắt thấy được một cái dề hài táo lá sọc phát tài từ rừng về nó ra sao mọi người ha. Xin chào mọi người ạ.